trên ô tô ha. Rồi trước khi chia sẻ về cảm nhận của mình khi sử dụng máy lọc không khí ô tô thì Nhung xin giới thiệu một chút ha. Nhung tên là Tuyết Nhung, hiện tại là Nhung là giáo viên vật lý ha, ở Đồng Nai. Nhung sống ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai ha. Nhung 40 tuổi. Rồi xin chào tất cả mọi người. Nhà Nhung thì xài trải nghiệm xài hai cái máy lọc không khí ô tô cho xe của mình và cho xe của ông xã. Thì thực sự ra là Nhung chạy xe hơi từ khi năm 2015 á mọi người, 7 năm rồi, nhưng mà thực sự lúc nào cũng cảm giác rất là say xe. Chỉ có khi nào mà mình lái xe thì mình mới cảm giác là bình thường, lên 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 xe là cảm thấy không say, nhưng mà cảm thấy vào cái phòng 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 xe là cảm thấy rất là ngột ngạt. Nhưng mà vì là công việc ha, vì là đưa con đi học, con Nhung thì tương đối học cũng 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 xa, với thành phố thì cũng ô nhiễm, nên là sử dụng nên là cái bắt buộc mình phải 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 lái xe mỗi ngày á mọi người. Thực sự ra là từ khi mà biết ở trên kệ Robby á, khi đó là BCA á, có cái máy lọc không khí ô tô, nhưng mà một thời gian là không có hàng á, nên hóng mãi cho đến khi mà ra, khi cái máy lọc không khí quay trở lại. Thì cái công việc đầu tiên là khi mà anh Lâm thông báo mà cái máy lọc không khí quay trở lại thì Nhung lên đơn ngay ha, hai cái máy lọc không khí ô tô cho mình và xe của ông xã. Thì rất là tuyệt vời á mọi người. Bình Nhung có hai bạn nhỏ ha. Mỗi lần mà lên con trai mà cái tuổi mà tuổi mới lớn, tuổi dậy thì á, thì các bạn ấy giày dép rồi mồ hôi rồi tất cả mọi người, các bạn cứ tống lên xe, xong rồi mẹ là người dọn dẹp. Thì cái mùi ở trên xe mọi người, mỗi buổi tối xe mình để đóng kín ha, thì mình sáng dậy mang đi trường, hoặc là chở con đi học, lên xe thì con không chịu vào 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 giờ thì sắp trễ trễ học rồi mà con không chịu vào phòng, vào sờ xe để cho mình chở đi vì quá ngột ngạt đó mọi người. Nên là cái cảm giác đó rất là mọi người, ai mà trải qua cái cảm giác đó mà thì thật sự là khó chịu. Và khi từ khi mà sử dụng cái máy máy lọc không khí ô tô thì rất là tuyệt vời mọi người. Nó nhỏ gọn, nó để rất là gọn ở trên cái xe của mình ha, màu trắng rất là dễ thương. Và từ khi ngày sử dụng nó thì tất cả những cái mùi ẩm mốc ha, những cái không khí ngột ngạt ở trên xe của mình là hầu như là biến mất hết đó mọi người. Con cái không phàn nàn với mẹ về cái những cái khi lên xe nữa. Và đặc biệt là khi mà Nhung bình thường mà Nhung đi đâu cùng với ông xã của Nhung á, thì có nghĩa là Nhung, bản thân của Nhung là cái người mà ngồi lái xe thì còn đỡ, không lái xe thì rất là say xe, nên là lúc hai vợ chồng đôi khi là cự nhau, giành nhau để lái xe. Nếu mà mình lái thì ông xã không đi xa là ông xã không yên tâm. Nhưng mà để cho mình ngồi kế bên thì mình rất là khó chịu, là cái mùi của xe làm mình rất là khó chịu. Nhưng mà từ khi mà có cái máy đó, gọi là tặng cho ông xã cái máy đó, thì có nghĩa là mình cứ để cho anh lái thoải mái, mình cứ ngồi kế kế bên thì không cảm giác đó nữa, vì đó, không khí ở trong xe rất là dễ chịu quá mọi người. Thực sự ai mà có ô tô, thực sự Nhung nói với các bạn là ai mà hiện tại đang có một cái ô tô thì đã thì nên trải nghiệm cái sản phẩm đó, vì giá cả nó cũng rất là hợp lý ha, và nó tốt cho sức khỏe của chúng ta, của con chúng ta. Nên là và khi mình sử dụng như vậy á, vừa rồi Nhung cũng bán được một số cái máy máy là khi mà Nhung đi coi các cuộc thi á mọi người, thì Nhung thường có bao nhiêu năm nay là Nhung thường chở các giáo viên ở trong trường của Nhung đi. Nhung coi thi rất là, coi thi lớp 10, coi thi tốt nghiệp á, xa nhà, khoảng cách nhà khoảng 30 40 cây kìa. Thì Nhung cho các chị ở trong trường Nhung đi cùng xe với mình. Các nhà các chị ấy cũng có ô tô, nhưng mà vì những cái lý do nào đó, và lý do cũng là các chị ấy không không dám lái xe đường xa chẳng hạn, thì Nhung cho các bạn chị ấy đi
ké xe của mình. Và bao nhiêu người đi xe của mình là nhưng bán được cái máy đó đó mọi người. À, thì tại vì là mọi người thấy rằng năm ngoái cũng đi xe của mình nhưng mà mọi người cũng thấy là khó chịu vì cái mùi của xe. Nhưng mà năm nay người ta đi xe cũng đi xe của mình đó, cái xe đó, nhưng mà thấy rất là dễ chịu, là không thấy. Với mấy chị nói là ôi sao xe của Nhung hiện bây giờ là không nghe một cái mùi gì của xe rồi, rồi rất là dễ chịu, không khí rất là dễ chịu. Thì Nhung nói là rồi PR luôn sản phẩm, và Nhung chốt mấy cái cho mấy bản thân của mấy chị cái mấy cái máy 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 lọc không khí ô tô đó, thực sự rất là hiệu quả. Và Nhung thấy trong xã hội mình thì bây giờ cái việc mà đi xe lái có xe ô tô rất là nhiều rồi đó mọi người, thì cái tiềm năng mà của cái bán cái máy máy lọc không khí ô tô này rất là hiệu quả. Thì đó thực sự. Và Nhung cũng ông xã Nhung, từ vì bên ông chồng của Nhung là làm về doanh nghiệp nên là bạn bè của ảnh thì đa phần là có xe ô tô, thì có nghĩa là nguồn khách hàng của ảnh đưa về cho Nhung cũng cũng rất là nhiều về cái này, máy lọc không khí ô tô. Hoặc là ví dụ như bình thường anh xã Nhung mà muốn tặng quà cho người khác, thay vì đi tìm một cái món quà nào đó để mà tặng, để hữu ích, để tặng cho đối tác của mình, thì Nhung gợi ý ra anh hãy tặng cái máy lọc không khí ô tô đi, rất là hợp lý. Nên là Nhung cũng cũng ra đơn khá nhiều cho cái máy lọc không khí ô tô mọi người. Nói chung cảm giác tất cả những đồ Kuchen rất là tuyệt vời, từ bếp từ cho đến máy sửa hạt cho đến máy ép máy robot, mà bây giờ tạo ra có cái robot tự đổ rác mà thì vô cùng tuyệt vời. Rất biết ơn anh Lâm đẹp trai ha, đã đưa về những cái sản phẩm vô cùng tiện ích cho đầu tiên là chị em phụ nữ như tụi em, giải phóng sức lao động rất là nhiều ha, và những đem lại cái sức khỏe tiện ích rồi sức khỏe cho những thành viên trong gia đình của những cái gia đình của Việt Nam ha. Rất là biết ơn nhà cung cấp Kuchen. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đó đó là những